Xin chào các bạn. Thì hiện tại là ngoài trời đang mưa rất là cũng hơi to ha. Thì tụi mình có ngẫu hứng muốn kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện ma. Thì những câu chuyện ma có thật các bạn ha. Thì câu chuyện đầu tiên đó chính là câu chuyện câu cá ở ngoài sông vào lúc nửa đêm. Thì câu chuyện này thì mình và mẹ của mình được nghe những cái cô hàng xóm kể lại các bạn. Thì gần nhà mình luôn thì nó có một cái con sông, đó chính là sông Rạch Chiếc. Thì cái con sông này nè, nó có kế bên thì nó có một cái khu rừng rậm, khu rừng hoang á. Thì nói chung là buổi tối thì ra đó cũng hơi sợ thiệt. Thì mình sẽ lát nữa mình sẽ gửi cho các bạn xem cái hình đó luôn, cảnh thật việc thật luôn ha, cái hình nó có thật luôn. Thì trước khi vào câu chuyện á, thì mình cũng nói sơ một vài nét về con sông này. Thì ngày xưa á, cái con sông này nè thì nó có một cái ngôi biệt thự, có cái cổng chắn ngang qua luôn. Thì cái biệt thự này cũng hơi tách biệt ha, và sau lưng cái biệt thự là một cái rặng dừa nước, và sau rặng dừa nước đó chính là con sông đó các bạn. Thì nói chung là cái trong cái ngôi biệt thự này thì nó cũng có rất là nhiều câu chuyện ly kỳ, thì mình sẽ kể sau. Ở đây thì câu chuyện của mình là chuyện câu cá thôi, thì mình không có kể đi sâu vào cái ngôi biệt thự này nhiều lắm. Thì cho đến đầu năm 2017 thì cái ngôi biệt thự này bán đi cho một người chủ khác cũng giá rất là cao các bạn. Bán đi rồi á, thì cái người công trình mới nè, họ sẽ phân lô ra, phân lô ra từng cụm để cho người ta mua. Người ta sẽ xây những cái nhà cao tầng 3-4 tầng gì đó các bạn, thì nó sẽ phân lô ra, và giữa mỗi cái lô thì nó sẽ có đường đi rồi nè, và họ làm đường nhựa ra tới sông luôn. Thì hồi xưa là không ra sông được, nhưng bây giờ thì ra sông được luôn các bạn. Thì chiều chiều có rất là nhiều người ra sông hóng gió nè, câu cá cũng có rất là đông, rất là đông các bạn ha. Thì nó cũng là một cái gần đó thì có khu nhà mướn á, thì họ ra nhà thuê á, thì họ cũng ra họ ngắm sông. Thì khi được nghe câu chuyện của cái ông đó đó, thì mình gọi là ông Bảy các bạn ha. Ông Bảy thì cái ông này nghề nghiệp của ông là bán bánh bò, bánh tiêu trước trường học. Thì mình và mẹ mình khi nghe qua câu chuyện này rồi thì cũng gặp trực tiếp ông để mua bánh và hỏi coi là câu chuyện đó đúng sự thật hay không. Thì ban đầu ông cũng kiểu như dạng hơi lảng tránh một tí, thì ông nói là ý là không có chuyện đó các bạn ha. Cái mẹ mình mới nói là à thì ra là vậy, thì ra là không có. Thì tôi có nghe một số người trong xóm kể lại là ông đã gặp rồi. Thì ông nghe xong thì ông biết là mình cũng biết chút chút về câu chuyện của ông rồi, thì ông mới cười, ông giỡn các bạn. Thì ông nói là trời ơi, nói chứ tôi câu cá tôi gặp hoài, tối nào cũng gặp. Ông này tôi cũng hơi vạ mồm các bạn ha. Thật ra mình không nên nói những câu như vậy. Rồi trở lại cái vấn đề mà cái dòng sông, mà cái biệt thự các bạn. Thì khi mà họ bán đi rồi đó, thì cái người chủ mới người ta về đây người ta xây dựng, thì các bạn nói là cực kỳ kinh dị ha. Xe ủi đất vào không chạy được các bạn. Xe, mấy cái xe mà ủi đất mà đập nhà đập tường rồi không chạy được. Vì cái trong cái ngôi biệt thự thì nó đã có hai cái ngôi mộ trong đó rồi ha. Rồi họ phải cúng kiến. Các bạn tin không, cái gần nhà mình có một cái quán cà phê nhỏ thôi, để cho những người thợ á, người ta làm, người ta ra, người ta uống cà phê. Thì họ kể rất là nhiều câu chuyện rất là ghê, rằng là trong cái bụi dừa nước các bạn, buổi tối á, các bạn tin không, một đoàn người trong bụi dừa nước đi ra mặc đồ lính ha. Rồi mình nghe là mình rất là ghê các bạn. Thì sau đó họ phải nhờ người lại cúng kiến. Thì nói chung là hiện tại thì đường nhựa đường đã xong hết rồi, nhưng mà chưa có chủ mua các bạn, chưa có chủ mua những cái lô đất đó. Thì khi mà đường nhựa xong rồi đó, thì có nhiều người ra câu cá, các bạn tin không, họ bắt cá thúng thúng, mà những cái con cá rô phi các bạn rất là nhiều, câu rất là nhiều luôn. Nhiều người còn đem lưới ra thả lưới luôn các bạn. Nhiều khi mình coi mình cũng thích lắm, chiều chiều cũng hay ra mình coi, nhiều khi cũng bới cơm ra ngồi ăn hóng gió vào dịp cuối tuần á. Thì ông này ông nói là cái ông bán bánh tiêu ông Bảy các bạn, thì ông mới nói là ban ngày với lại buổi chiều thì nhiều người ta câu quá rồi, không tới lượt ổng.
ha. Thì ổng mới khuya, khuya khoảng tầm 11 giờ là ổng đầu ổng chạy xe trong đó. Một mình ổng thôi các bạn, một mình ổng chạy xe vào trong đó ổng câu. Thì ổng câu, ổng nói là ổng câu, người ta kể lại là ổng câu khoảng một tuần không có vấn đề xảy ra, rất là ghen các bạn. Mà ổng nói câu rất là nhiều cá vào cái giờ đó, không có ai mà câu rất nhiều cá. Sáng ông đó ra chợ bán các bạn thì cũng được tiền kha khá đó, nên là tối nào ổng ra ổng câu đó. Rồi một đêm nọ ha, căng thanh gió mát các bạn, thì ổng đang câu cá thì ổng thấy trong cái rừng đó, trong cái rừng hoang mà ban đầu mình có kể các bạn đó, thì mình sẽ gửi hình cho các bạn coi ha. Trong cái rừng hoang đó đó có một cái con đường, một con đường đi mà nó cái cây nó che hết các bạn, nó rất là hoang tàn mà cây cối rất là nhiều. Thì trong cái rừng có một người đi ra bạn ha, một người đi ra. Ông này ông thấy là ông đã biết rồi, giờ đó không có ai cho nó đi ra hết. Một người đi ra mặc đồ trắng, ông thấy một cái bóng, rất là bóng trắng trắng đi ra từ trong khu rừng đó, trong cái khu rừng cây hoang đó, đi ra đi lại gần ông đó luôn các bạn ha, lại gần sát bên và hỏi là câu được nhiều không, câu được nhiều không. Ông này ông thấy ông không dám trả lời các bạn ơi, ông sợ quá không dám trả lời. Rồi từ từ rút cần câu đi về một mặt luôn. Và những lần sau thì những người hàng xóm ra thấy là ông đó cũng vẫn đi câu các bạn, kiểu như là đó là một cái mưu sinh thêm á. Thì người ta cũng khó khăn, người ta cũng cần mưu sinh thêm. Thì những cái lần sau ổng cũng ra câu vào giờ khuya mà sẽ lai rai hơn. Và mỗi lần đi thì ổng sẽ cầm theo một bó nhang, bó nhang để khấn bạn ha. Thì đó là một câu chuyện rất là ngắn thôi, nhưng mà nó cũng là một câu chuyện có thật các bạn.